Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, vừa qua tàu chiến Mỹ đã đi vào phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng hiện nay đang bị Trung Quốc chiếm đóng Trung Quốc đã phản ứng rất mạnh về ngoại giao và truyền thông Còn cư dân Trung Quốc thì lại được dịp để bàn luận về khả năng chiến tranh Mỹ-Trung Một bài viết trên mạng thâu théo hôm 22 tháng 3 đặt câu hỏi rằng Nếu chiến tranh Mỹ-Trung nổ ra thì Trung Quốc có được ai giúp không? và ai sẽ giúp nhiều nhất. Bài báo nói rằng Mỹ có hơn 60 đồng minh trên khắp thế giới, trong đó gồm một số cường quốc và một số nước nhỏ và cũng phân chia thành các cấp bậc khác nhau. Tuy nhiên, tác giả bài báo này nói rằng trong số đó, những nước được Mỹ coi là trung thực nhất chỉ có bốn nước gồm Anh, Australia, Canada và New Zealand. Mối quan hệ mật thiết của Mỹ với bốn nước nói trên thể hiện ở chỗ chia sẻ thông tin tình báo thỉnh thoảng ký kết các điều ước hữu hảo đồng minh và còn cử đặc vụ đi giúp đỡ lẫn nhau. Tất nhiên, nước Mỹ cũng phải đối xử rất tử tế với bốn nước này, luôn luôn giúp đỡ cả về vũ lực lẫn kinh tế. Nhưng có điều mọi người không ngờ là các nước như Pháp Đức và người tiểu đệ thân thiết nhất là Nhật Bản cũng vẫn chưa được tham gia vào nhóm năm nước kể trên dù rất muốn. Lý do Mỹ không chấp nhận các nước khác vào nhóm liên minh năm nước thân thiết nhất này có một số điểm. Thứ nhất là lịch sử lập quốc của Mỹ. Đất nước Mỹ dựa vào số lượng lớn người nhập cư để làm cơ sở buổi đầu thành lập. Và trùng hợp là những bộ phận dân di cư chủ yếu trong thời kỳ lập quốc của Mỹ lại tới từ Anh, Australia, New Zealand. Do vậy có thể thấy rằng tổ tiên của họ là giống nhau. Nước Mỹ chính là do người của các nước kia di cư đến mà hình thành. Sự đồng tông cùng gốc là lý do để nước Mỹ sẵn sàng giao lưu thân mật với bốn nước kia. Có lẽ nếu truy nguyên về mấy đời trước, bọn họ còn là người một nhà. Xếp sau nhóm liên minh năm nước mà tác giả bài báo gọi là nhóm ngũ nhãn là khối NATO. Trong khối NATO, Mỹ là số một, có tiếng nói lớn nhất và quyền thống trị. Nhưng chủ yếu các nước thành viên khác phải cam tâm thần phục Mỹ là vì Mỹ có vũ lực áp đảo chứ không có mấy nước là thực tâm thực ý đi theo mỹ ngoài nhóm ngũ nhãn và khối nato ra nước mỹ còn có một số nước đồng minh khác tóm tắt có thể nói trong các đồng minh của mỹ thì nhóm ngũ nhãn liên minh dựa trên cơ sở trung huyết thống khối nato dựa trên hình thái ý thức còn các nước đồng minh lẻ khác thì dựa trên lợi ích chung vậy trong trường hợp trung mỹ nổ ra chiến tranh thì những nước đó sẽ dũng cảm bước ra hay là khoanh tay đứng nhìn và họ sẽ giúp ai? Điều này thì ngay cả đến Tổng thống Mỹ Biden e rằng cũng không biết rõ câu trả lời. Đồng minh của Mỹ phân bố trên toàn thế giới, trong khi đó đường lối đối ngoại của Trung Quốc là độc lập và không liên kết, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Vậy thì những nước nào sẽ kiên định đứng sau lưng Trung Quốc đây? Tác giả bài báo nói rằng về mặt lý luận thì Trung Quốc không có đồng minh vì là theo đuổi chính sách không liên kết. Nhưng không liên kết cũng không có nghĩa là không có bạn bè tốt được gọi là anh em. Đất nước mà tác giả bài báo nhắc đến như người anh em tốt đó chính là Pakistan. Họ cho rằng ngày nay quan hệ của Pakistan với Trung Quốc là rất thân thiết, cho nên nếu đất nước Trung Quốc xảy ra chiến tranh với nước khác, thì tác giả tin rằng Pakistan sẽ kiên quyết đứng sau lưng Trung Quốc. Sau Pakistan, nhiều người Trung Quốc cũng nghĩ tới nước Nga. Lập luận ở đây là Trung Mỹ-Nga là ba nước lớn nhất thế giới. Nếu trong đó có một nước nào cực kỳ hùng mạnh thì hai nước còn lại tất nhiên sẽ liên thủ đối kháng. Cho nên nếu Mỹ chủ động khiêu khích thì có lẽ Trung Quốc và Nga sẽ kiên định đứng một bên chiến tuyến. Hai nước Pakistan và Nga thì có thể nói người dân Trung Quốc đều nghĩ đến. Nhưng còn một nước mà ít người ngờ tới. Nước đó tuy Trung Quốc không kết liên minh nhưng lại có hiệp ước đồng minh quân sự và đó cũng là hiệp ước liên minh quân sự duy nhất của Trung Quốc. Nước đó chính là Triều Tiên. Nguồn gốc của mỗi liên minh này là từ chiến tranh Triều Tiên thế kỷ 20 khi Trung Quốc cử quân giúp Triều Tiên chống Mỹ. Trong thời kỳ đó, hai nước đã ký kết hiệp ước liên minh quân sự. Hiệp ước quy định rằng nếu một trong hai nước có một nước bị tấn công thì nước kia phải dốc sức giúp đỡ. Điều quan trọng hơn nữa là hiệp ước không nói đến thời gian chấm dứt hiệu lực điều này có nghĩa là dù hiện nay thế giới hòa bình, chiến tranh Triều Tiên cũng đã sớm kết thúc, nhưng hiệp ước liên minh quân sự vẫn còn giá trị và Triều Tiên vẫn là đồng minh của Trung Quốc. Bởi vậy, nếu Trung Quốc và nước khác chiến tranh, chắc chắn Triều Tiên cũng sẽ đứng về phía Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những ý chính trong một bài báo trên mạng tin tức thâu théo của Trung Quốc. Nhưng xét đến cùng, chính người Trung Quốc đã phát biểu rằng không có bạn bè vĩnh viễn không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thời kỳ đứng về phe với nhau vì chung lý tưởng chung hình thái ý thức đã qua đi thế giới hiện nay đang theo xu hướng lựa chọn đường lối dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc mình các nước nhỏ ngày nay cũng đã có những khác biệt họ không còn dễ dàng sẵn sàng đứng về phe các lão đại trong các cuộc xung đột của các lão đại nữa chương trình hôm nay xin dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại